nay dân này rất là thích. Đúng rồi. Lộc đông, lộc anh đông. Mới cứ tán với vợ bảo là mình lại còn khoe là cây nhà mình lên suốt cả bốn mùa. chính là cái lộc này là nó làm cho không có hoa này, nó nuôi mất lộc đông rồi này. Bên giữa nó nuôi mất lộc đông rồi. Mình cắt được trước thì ngon. Năm nay là hoa cũng ra muộn hơn mọi năm. Mai em sửa cho anh lại còn kịp hả? Vâng. Muộn hơn này hả? Muộn hơn. Đấy, bây giờ đã ra đây. Bây giờ nó đầu hơi nhú nhú một chút. Nọc thân. Đây nhá, đây quay vào gần đây, phóng to lên. Ví dụ đây là trong cái cành này nó rất nhiều nọc, rất nhiều bà con hỏi này. Thì có nên để nên cắt không? Thì ví dụ như là mình xem cái hướng của nó, cành bên này nó rất nhiều cành mình không thể để tắt được, mà mình sẽ chọn trong số những cành nào mình ưng ý nhất thì mình sẽ để, ví dụ như cành này vì bên này nó ít cành hơn thì mình sẽ nuôi cái cành to mập này và mình bấm vào, chứ không nên để hoặc không nên bấm vào tắt, mà mình sẽ nhìn theo cái hướng nào ít cành thì mình sẽ bớt lại một cành này và mình nuôi sang năm là sẽ lấy quả đấy, nuôi sang năm lấy quả. Còn như năm nay bình thường nếu mà nó ra hoa đủ dinh dưỡng nó sẽ ra hoa ở những cái cành già này, chính những cành này là cành có quả. Còn đây nó nhiều cành quá rồi, mình sẽ bấm vào cành to này, mình nuôi cành đầu, nuôi đầu cành thì nó sẽ ra quả. Đây là sau này là chính những cành này cành vóng mình vượt này. Cắt bỏ những cành tăm đi. Cành này là nó sẽ có quả này. Trên ngọn cao này thì có quả không chẳng ra. Mình cứ bấm vào bấm. Anh thế anh chỉ hiểu là trên cao thì tại sao quả không ngon? Nó giống như là cái anh để ý nhá, trên cao là nó hay bị bùm quả, quả rất là to. Nhưng cành này nó tốt đúng không? Cành này nó tốt, dinh dưỡng nó rất nhiều. Dinh dưỡng rất nhiều và nó bưởi nó không phải như là cây na. Na cao bưởi cành na, cành thấp ở dưới là ngon. Và nó mới ra nhiều quả. Chứ không phải cành cao ấy, chỉ là ăn mất dinh dưỡng thôi. Đấy. Cắt bỏ hết những cành tăm, cây, thoáng cây. Sau này ánh sáng nó sẽ chiếu từ trên xuống dưới được. Mình cắt ở trong năm ấy, tháng cuối tháng 11, tháng 12 sang tháng 12 ấy. Ừ. Là thời gian để em nói cho chành luôn. Thông thường bà con lưu ý là thời gian cắt tỉa cành sẽ tập trung vào trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Bởi vì lúc đấy nếu cắt sớm hơn thì nó lại ra lộc đông rất là nhiều. Ví dụ tháng 9, tháng 10 mà cắt là ra lộc đông rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ chọn trong khoảng độ từ rằm tháng 11 đến hết tháng 12 là lúc đấy bà con có thể tỉa cành tạo tán để giữ cho khi mình cắt như thế bắt đầu chuẩn bị sang mùa xuân như thế này, bắt đầu ra mùa xuân như năm nay là mùng 7, mùng 8 là lập xuân thì nó sẽ nảy nọc xuân như này luôn. Và trong quá trình nảy nọc xuân thì bà con lưu ý là khi chưa ra hoa nhiều mới có nụ hoặc nọc như này phải phun phòng trừ sâu vẽ bùa và nhện đỏ để giữ cái bộ nọc này và hoa. Nếu mà có sâu vẽ bùa với nhện đỏ thì hoa rất là sai, nhưng mà bệnh hại sẽ làm cho rụng mất hoa, tỷ lệ đầu hoa rất kém. Và nhiều bà con bảo hoa nhà tôi rất là sai mà sao không có quả. Không có quả chính là do lúc đấy vừa bị nấm bệnh nhện đỏ chích hút và sâu vết bùa làm bộ lá này quăn đi.
À, bây giờ thì vẫn là đầu, gọi là đầu tháng giêng, mới mùng 8 Tết, Hà Bình Ngon đang có mặt ở Vĩnh Phúc, gần hồ, khu du lịch Hồ Đại Nải, thì đang vừa đi chơi vừa đi làm đây. Đấy, bệnh nghề nghiệp mà. Đây gọi là bệnh nghề nghiệp. Cứ thấy công việc trong liên quan đến công việc của mình này, lại nào. Mùng 2 Tết cũng ra vườn này cũng nghịch. Làm giới thiệu cho quý